Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ review cuốn sách Morrigan Crow và những thử thách gây cấn thuộc series Sứ Nevermore Diệu Kỳ của tác giả Jessica Towson, thể loại là khí ảo dành cho lứa tuổi middle grade, là tầm từ 12 đến 15 tuổi. Cuốn truyện này nói về nhân vật chính là Morrigan Crow, một cô bé bị nguyền rủa. Nguyền rủa ở đây có nghĩa là cô sẽ liên tục bị đổ lỗi cho bất kỳ mọi cái bất hạnh tai ương nào xảy đến cho ai đó hoặc trong một cái sự việc nào đó. Khi mà cô 11 tuổi, và tức là chuyển sang một năm mới, thì cô sẽ bị chết. Vì vậy mà với gia đình của Morrigan Crow thì cô bé cũng gần như là coi như đã chết rồi. Vì vậy mà cô không nhận được những tình yêu thương từ gia đình và cũng không có bạn bè, bị mọi người xa lánh, thậm chí là kể cả chỉ cần nhìn cô ấy thôi. Và nếu người đó mà có bị làm sao thì lỗi sẽ thuộc về cô ấy, bởi vì cô bé là một người bị nguyền rủa ở nước Cộng Hòa, chứ không phải xứ Nevermore nhé. Trước tiên là Morrigan Crow ở cái nước Cộng Hòa là cái thế giới như là kiểu người thường vậy, người bình thường, giống như trong Harry Potter thì mình có Harry Potter sẽ bắt đầu ở thế giới người thường hay là thế giới Muggle. Sau đó thì cũng vào năm 11 tuổi, Harry Potter được thông báo là nhập học trường Hogwarts. Morrigan Crow cũng như vậy. Sau đó thì Morrigan Crow sẽ được một cái người kỳ bí tên là Jupiter North giúp trốn thoát đến một thành phố bí ẩn là Nevermore. Tại đây cô được hứa hẹn gia nhập hiệp hội Wondrous, khi đó cô sẽ vĩnh viễn được bảo vệ bởi những đặc quyền bí hiểm. Nhưng trước đó cô sẽ phải tham gia 4 thử thách để có thể thành viên của hiệp hội này, với điều kiện là cô cũng phải sử dụng những cái tài năng của mình. Nhưng quan trọng là cô không biết tài năng của mình là gì. Vậy đó là nội dung tóm tắt của cuốn sách này. Về cảm nghĩ chung của mình rất thích cuốn sách này. Nó hấp dẫn mình giống như Harry Potter vậy. Và đúng, mình cảm thấy quyển này có rất là nhiều điểm tương đồng so với Harry Potter. Nhưng kể cả vì thế, nó vẫn có một cái màu sắc riêng khiến cho nó khác biệt so với Harry Potter. Thực ra thì theo như mình thấy, với quyển này cái giọng văn nó có vẻ có một chút nó trưởng thành hơn, nó tạo cái không khí người lớn hơn so với Harry Potter. Mặc dù cả hai nhân vật đều 11 tuổi, nhưng mà ở giọng văn trong cuốn Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy, mình cảm thấy có một cái sự ngây thơ. Vì như mà Harry hoàn toàn là người không biết gì về thế giới pháp thuật và tự dưng được đưa vào thế giới đó. Nhưng mà trong cuốn truyện này nó có cái sự ngây thơ đó, nó không có tính trẻ con, nhưng mà mình không cảm thấy cái sự ngây thơ như trong Harry Potter. Có lẽ một phần là bởi vì Morrigan Crow ở nước Cộng Hòa này lại được coi là đứa bé trẻ bị nguyền rủa, tức là tác giả đã xây dựng một cái không khí là nó đã có một chút bí ẩn pháp thuật ngay từ đầu rồi. Cho nên khi mà Morrigan Crow đến cái xứ Nevermore này là nó như quen thuộc, cô bé không cảm thấy bỡ ngỡ bởi tất cả những cái thứ pháp thuật, những cái thứ kỳ lạ đó. Kể cả như vậy, chúng ta không hề được giải thích kỹ về cái xứ Nevermore này, các sinh vật ở đó như thế nào. Nó có quá nhiều thứ mới mẻ, nhưng mà mình, người đọc thì lại không được giải thích cụ thể về những cái đó. Nhưng mà Morrigan lại dường như là hơi đón nhận cái thông tin đó một cách rất là nhanh chóng mà không có quá nhiều hỏi han ý. Cho nên là nó bị mất đi một cái phần nào cái sự bỡ ngỡ, cái sự mới mẻ mà trong Harry Potter nó có. Đó chính là một cái điểm khác biệt mà mình cảm nhận được giữa hai cuốn truyện này, là nó về cái giọng văn, cái không khí ở trong này và cái nhân vật Morrigan có cái gì nó trưởng thành hơn so với Harry Potter. Mặc dù cả Harry Potter và Morrigan Crow đều là những đứa trẻ mà không được yêu thương đi, bởi vì Morrigan Crow thì từ bé đã được bị coi là đứa trẻ bị nguyền rủa rồi và cô sẽ chết khi cô 11 tuổi, cho nên gia đình cô là coi như cô không còn tồn tại nữa, chỉ đợi khi nào cô chết thôi. Trong khi đó với Harry Potter thì Harry bị ngược đãi bởi chính dì dượng của mình. Hai người đều không đón nhận được sự yêu thương từ chính gia đình của mình, và họ cuối cùng tìm được cái nơi mà họ thuộc về. Với Harry đó là thế giới pháp thuật, trường Hogwarts. Với Morrigan thì đó là xứ Nevermore. Nhưng mà Morrigan Crow chấp nhận việc mình bị nguyền rủa. Mọi người đối xử với cô đúng như là cô bị nguyền rủa thật, cho nên cô cũng nghĩ mình là người bị nguyền rủa thôi, và cô nghĩ cô chấp nhận là cô có lỗi cho tất cả những cái việc đó xảy ra, mặc dù trong thâm tâm thì nó rất là vô lý. Tất cả việc đó xảy ra mà để có sự liên quan tới cô thì là một cái điều quá là vô lý. Nhưng vì vậy mà Morrigan cũng dễ chấp nhận hơn, và
có cái sự tổn thương nó cũng dễ dàng qua mau và cũng quen với việc đó từ bé rồi. Trong khi với Harry Potter cũng là từ bé bị mắng nhiếc rồi phải mặc đồ thừa của ông anh họ, bị dì dượng mình cứ đối xử một cách rất là tàn nhẫn và tồi tệ trong một cái thế giới người thường, cho nên Harry như một đứa trẻ bị ngược đãi thôi. Mình cảm thấy Harry có cái gì đó nó không không đến mức chín chắn như là Morgan Crow là vì vậy. Kiểu Harry không hay bị đổ lỗi như thế này nhá. Và Harry cũng biết được là mình vẫn vẫn là một cái con người trong một thế giới thực, vẫn có cái gì đó đáng để tôn trọng. Nhưng mà Morrigan từ bé lại đã biết là mình không đáng được yêu quý ở cái đất nước Cộng hòa này bởi vì cô bị nguyền rủa. Nên đấy là cái sự khác nhau giữa Harry và Morgan Crow. Hy vọng là các bạn hiểu được cái điểm này của mình. Mở đầu của câu chuyện này thì có một cái sự kiện xảy ra mà nó có liên quan mật thiết tới tất cả các cái sự kiện về sau xảy ra trong truyện. Đó là ngày đấu thầu, là cái ngày mà những cái người bảo trợ thích một cái học sinh nào đó và họ sẽ đấu thầu học sinh đó, họ sẽ đề xuất những cái chương trình học, những cái chương trình học việc dành cho những cái người học sinh mà họ chọn, và học sinh đấy sẽ được quyền chọn lại là có đồng ý cái lời đấu thầu đấy không. Tác giả nghĩ được về cái ngày đấu thầu này thì khá là đặc biệt, rất là hài hước, một cái học sinh có thể nhận được những cái lời mời khác nhau như vậy. Và Morrigan đã nhận được một số. Tuy vậy, có hai lời mời thầu là chúng ta cần để ý nhất trong này. Mình sẽ không nói rõ là cái lời đấu thầu nào. Một cái nó sẽ dẫn trực tiếp tới sự kiện sau đó trong truyện. Và một cái lời mời thầu là nó gián tiếp cho một số các sự kiện khác. Như chúng ta biết thì Morrigan bị nguyền rủa và cô sẽ chết vào cái ngày cô tròn 11 tuổi. Nhưng vào cái thời khắc đó, cô được cứu sống bởi một người đàn ông tên là Jupiter Nott. Người đàn ông này có rất nhiều điểm tương đồng so với cụ Dumbledore trong Harry Potter. Tuy nhiên là trong Harry thì không phải Dumbledore là người đón Harry mà lại là Hagrid. Còn trong Morning Crow thì Jupiter là người cứu sống, cứu mạng Morrigan. Jupiter khá là kỳ lạ. Ông cũng là một người rất có hiểu biết. Ông biết rất nhiều thứ không khác gì so với Dumbledore đâu. Nhưng hai người lại có sự khác nhau là về mặt ngoại hình và tuổi tác thì chắc chắn Jupiter trẻ hơn Dumbledore rất nhiều. Trong đầu mình thì Jupiter là tầm chắc tầm 40, ngoài 40, thậm chí có thể là cuối 30. Ông ấy rất thích phiêu lưu này, ông ấy rất là hài hước này, và ông ấy nói chuyện không theo cái kiểu bác học như dạng Dumbledore hay nói, mà ông ấy nói theo cái kiểu mà khiến khác vẫn có thể hiểu được, nhưng một cách rất là buồn cười. Tức là cái gì ông ấy nhìn cũng qua như dạng một lá cái màu hồng, nhưng mà ông ấy vẫn rất là thực tế bởi vì ông ấy trải nghiệm rất nhiều rồi và mọi người tín nhiệm ông ấy. Jupiter nó có thể hơi giống với Dumbledore hồi trẻ hơn, nhưng mà lại không tham vọng như là Dumbledore thời trẻ như vậy. Cứ hình dung ra một Dumbledore thời trẻ nhưng mà nó không tham vọng như thế và có thể hơi một chút hài hước hơn nữa, thì Jupiter nó chính là người như vậy. Jupiter nó đã đưa Morgan Crow tới xứ Nevermore này. Xứ Nevermore là mình không được giải thích kỹ chi tiết trong truyện, cho nên chúng ta cũng không thực sự hình dung ra được cái thế giới này nó như nào. Nó rất là mờ mờ ảo ảo, nó không mình không cảm giác được là liệu nó có pháp thuật thật hay không. Trong khi với Harry Potter thì mình rất rõ ràng, thế giới người thường và thế giới của phù thủy pháp sư là có pháp thuật. Đến giờ mình vẫn đọc xong mình vẫn không biết thực sự là nó có phép thuật không nữa. Đúng là ở đây có những người rất có những khả năng đặc biệt và cần những khả năng đó thì mình mới vào được cái hiệp hội One Just đó đấy. Trong cả cái xứ Nevermore này nó không rõ ràng về việc mình có được sử dụng những tài năng đó không, và các cái chế độ hoạt động trong Nevermore nó cũng ít được đề cập đến. Trong này có đề cập đến hai cái buổi lễ, hai cái lễ lớn ở ở trong ở xứ Nevermore này là lễ Hallowmas và Giáng sinh. Hallowmas thì chắc là nó cũng giống như kiểu Halloween ấy, có những cái miêu tả rất là sống động chi tiết về hai buổi lễ này diễn ra như thế nào. Lễ Giáng sinh thì có cái sự xuất hiện của hai hai cái nhân vật bí ẩn, hai nữ chúa Yun và thánh Nix, là hai cái người theo kiểu đại diện cho Giáng sinh ở Nevermore. Thì theo đọc ở đây là năm nào thì hai người đấy cũng sẽ đánh nhau và được mọi người cổ vũ, như các bạn cứ hình dung là có một trận bóng đá đi, đã như kiểu chung kết ý, giữa hai đội ý, và mình ủng hộ đội này đội nọ ý. Thì nó cũng như thế với cái lễ Giáng sinh ở Nevermore này, cũng là ủng hộ ai thì mình chọn thôi, nhưng mà cuối cùng thì
không có ai thắng ai thua đây cả, hai người sẽ giảng hòa với nhau, bắt tay nhau, và thế là mọi người lại chung vui liên hoan với nhau, chúc mừng lẫn nhau, chứ nó không có cái sự ganh đua. Thế đấy, cho nên về xứ Nevermore thì mình có hai cái lễ hội đó. Về cái điểm này thì ở trong Harry Potter nó vẫn là xảy ra trong cái thế giới là của mình, chứ nó không phải là một cái thế giới khác. Mình sẽ phân biệt thế này này, xứ Nevermore này, nước Cộng hòa này là không phải trái đất đi, nó là một thế giới khác rồi, một thế giới song song, nhưng mà ở trong Harry Potter nó vẫn là trái đất của mình. Vì vậy nó vẫn có những cái lễ như Giáng sinh rồi Halloween và tất cả các buổi lễ rồi tạ ơn thì trong Harry Potter vẫn có đầy đủ hết, và mình không cần phải quá thắc mắc vì những cái buổi lễ nó quá phổ biến rồi, và mọi thứ nó ở thế giới người thứ nào thì trong thế giới pháp thuật thì các cái buổi lễ này nó cũng tương tự như vậy. Nhưng trong Morrigan Crow thì nước Cộng hòa thì mình cũng không chắc là có những cái lễ Hallowmas và Giáng sinh như ở Nevermore hay không, nhưng mà trong Nevermore thì nó là một cái thế giới hoàn toàn khác rồi, cho nên hai cái buổi lễ đấy nó cũng sẽ có cái sự khác biệt so với trong Harry Potter. Rồi, đấy là nói về xứ Nevermore này là không được giải thích kỹ nhá. Cho nên là về cái điểm này là bị yếu hơn so với trong Harry Potter. Trong Harry thì cái cách tác giả xây dựng thế giới pháp thuật nó rất là thú vị. Bắt đầu từ cái hẻm xéo, sau đó chúng ta tham quan tới ngân hàng Gringotts này, và rồi bắt đầu mua đồ cho Harry Potter. Mình sẽ đi theo Harry Potter trên cái chuyến hành trình tinh thần là bắt đầu từng bước một và cuối cùng dẫn đến trường Hogwarts. Trong Nevermore thì đùm một cái Morrigan đưa đến Nevermore luôn. Kể cả người đọc cũng không hề được chuẩn bị trước tinh thần là cái xứ Nevermore này như thế nào. Tác giả cũng không miêu tả kỹ càng, và kể cả Morrigan cũng không hỏi, Jupiter nó cũng không nói. Morrigan chỉ hỏi có mấy câu lúc đầu, sau dần dần cô cũng tự chấp nhận, cô cũng không phải quá là tò mò về việc muốn tìm hiểu về Nevermore là gì. Sau đó Jupiter nói với Morrigan rằng là cô sẽ được tham gia vào cái hiệp hội Wondrous đó, nhưng với điều kiện là cô phải trải qua 4 thử thách trước khi vào được cái hội này, và cô sẽ sử dụng tài năng của mình. Cái thử thách cuối cùng đó là thử thách tài năng. 3 thử thách đầu tiên thì có thể thay đổi theo mỗi năm như ông Jupiter nói thế, nhưng mà thử thách cuối cùng không thể thay đổi, là thử thách tài năng, là cái cơ hội các thí sinh sau khi đã vượt qua 3 vòng đầu được biểu diễn, thể hiện cái tài năng của mình. Và từ đầu đến cuối chúng ta sẽ được thấy là cái sự lo lắng của Morrigan khi Jupiter không chịu tiết lộ cho cô biết là cái tài năng cô là gì. Thậm chí cô còn nghĩ rằng tài năng của mình chính là bị nguyền rủa. Không chỉ vì mình theo chân Morrigan vượt qua 4 thử thách như thế nào, mà còn là vì cái sự tò mò của người đọc là không hiểu là cái tài năng của Morrigan gì. Từ đầu đến cuối là không hề có một cái manh mối gì cả, không hề có một cái chi tiết nào để khiến mình cân nhắc, khiến mình suy nghĩ, khiến mình phân tích để đoán được cái tài năng của Morrigan gì, nó rất là bí ẩn. Và đến cuối cùng thì khi mà Jupiter nó lộ ra cái tài năng của Morrigan là gì thì mọi người đều ngớ người ra thôi, đúng không? Không ai có thể đoán được. Đó là một cái yếu tố vô cùng bất ngờ, trong khi ở Harry Potter tài năng là một phù thủy. Đến cuối thì chiến đấu với cả tên phù thủy hắc ám. Nhưng mà với chuyện này thì ta được biết đến tài năng cuối cùng của Morrigan. Cái tài năng thì cũng không được giải thích rõ. Kể cả cái thử thách tài năng mà Morrigan phải vượt qua ấy, khiến mình hơi hụt hẫng một chút. Tài năng cô không được giải thích kỹ ở trong chuyện này. Đến cuối cùng ý, cái thử thách tài năng diễn ra thì Morrigan cũng không thực sự thể hiện ra được cái tài năng đó. Cái thú vị của câu chuyện này chính là 4 cái thử thách của Morrigan Crow. Thôi trừ đi cái thử thách tài năng đi, 3 thử thách đầu nó rất là hay. Cái thử thách sách thì mình rất là ấn tượng. Các bạn có thể đọc để biết xem chi tiết thử thách sách nó là cái gì. Cái việc theo dõi Morrigan trải qua thế này là thú vị nhất với mình. Nó rất là vui, rất là mình cũng hồi hộp theo cái nhân vật, bởi vì rõ ràng là nhân vật Morrigan Crow này là một người lạ từ nơi khác đến đây, cho nên cô không hề biết gì về cái thế giới này. Cô cũng, cái gì của cô cũng sẽ lạ lẫm, cho nên các thử thách nó cũng sẽ là một cái gì đó nó rất là kỳ quặc, nó đáng sợ, bởi vì những cái người mà tham gia vào những cái thử thách này đều là những đứa đã được biết từ trước về hiệp hội này rồi, và biết được cái hiệp hội này có thể yêu cầu những cái gì, và họ được luyện tập từ trước, họ có những khả năng gì họ biết. Và quan trọng chính là những người khác là biết cái tài năng của mình là gì, trong khi riêng Morrigan thì chẳng biết mình là ai. Chúng ta đi theo cái con mắt nhìn của Morrigan là người không hề biết gì phải vượt qua mấy cái thử thách này. Hãy tưởng tượng là các bạn bây giờ thi đại học đi mà các bạn chẳng biết gì thì giờ làm thế nào.
chúng ta cũng không thể so sánh thử thách ở đây với cái kỳ thi đại học được, vì thế nó còn thú vị hơn rất nhiều và nó yêu cầu mình phải suy nghĩ ngay lúc đó, chứ không phải là mình cứ học trước những cái này cái nọ rồi mình mới áp dụng cái đấy vào cái bài thi, mà đây là nó yêu cầu mình tính toán ngay tại chỗ, phản ứng ngay tức thì, phản xạ nhanh. Ở xứ Nevermore này cũng có những sinh vật huyền bí, nhưng mà về cái sinh vật huyền bí không được miêu tả chi tiết quá rõ ràng, ngoại trừ trong này có một nhân vật là một cô mèo rất là to, Fenestra, là quản gia cho cái khách sạn mà ông Jupiter đang làm chủ. Morrigan sống ở khách sạn này nhé. Hãy tưởng tượng mèo nhà bạn mà biến nó khổng lồ nó sẽ thế nào, rất sướng đúng không? Thì đó chính là nhân vật đây, cô mèo khổng lồ đấy, Fen. Đó có vẻ là một sinh vật huyền bí duy nhất không có rồng này, và hình như cũng có một chút đề cập tới những sinh vật khác nhưng mà nó cũng không rõ. Xứ Nevermore trong chuyện nó không hề được miêu tả chi tiết, cho nên mình cũng không thể hình dung các sinh vật ở trong xứ Nevermore này sẽ như thế nào. Với Harry Potter thì khi mà cậu nhập học vào trường Hogwarts là sẽ bắt đầu vào quá trình học tập luôn. Thì với Morrigan, trước khi có thể học tập được như thế thì cô sẽ phải trải qua các thử thách này trước. Cô phải thành thành viên chính thức của Hiệp hội Wondrous thì cô mới có thể trở thành học viên, được học tập, được hướng dẫn. Và có lẽ là lúc đấy chúng ta sẽ đến với phần 2 của quyển truyện. Mình biết là phần 2 ở bên nước ngoài đã có rồi, đó là Wondersmith: The Calling of Morrigan Crowe, và năm nay sẽ ra tập 3 nữa. Bây giờ chúng ta nhắc đến nhân vật bạn của Morrigan, những người bạn mà cô kết bạn được. Có một cậu bạn này tên là Hawthorne. Cậu này có khả năng cưỡi rồng rất là giỏi, đấy là tài năng của ấy. Hawthorne mình thấy chưa được xây dựng tốt lắm, xây dựng nó hơi bị phẳng quá, chưa có chiều sâu cho nhân vật này. Có lẽ thì đến phần 2 thì mình sẽ được khám phá tính cách của Hawthorne nhiều hơn. Về cái hoàn cảnh của Hawthorne thì cũng không được nói đến nhiều, nhưng cho Harry Potter thì ta có thể biết được luôn Hermione là người thế nào, gia cảnh thế nào, trong Ron như thế nào, gia đình Ron thì như thế nào. Với những cảnh ở ngay chính cái việc mà sân ga 93/4 là Harry đã thấy bà mẹ tóc đỏ của Ron này, rồi hai anh tóc đỏ của Ron và Ginny đúng không? Nhưng với quyển này, các nhân vật khác mà không phải là Morrigan và Jupiter không có cái background, không thấy được cái họ là người như thế nào. Mình chỉ biết họ ở cái thời điểm hiện tại đấy thôi, nhưng còn cái gia đình và mối quan hệ và tính cách thì nó không rõ. Hawthorne là người xây dựng cũng gọi là kỹ lưỡng nhất rồi. Một cậu bạn rất là vô tư, tinh nghịch, và cậu ấy thực sự rất là vô tư, mình phải nói như vậy. Thoải mái vô cùng, rất là nghịch. Ngược lại với Morrigan lại là một con người chín chắn hơn, hơi trẻ con. Cậu đúng là trẻ con, nhưng mà cái tính cậu nó còn trẻ con hơn nữa. Có mỗi một cảnh là cậu ấy khá nghiêm túc khi mà đề cập đến một vấn đề có trong chuyện liên quan đến Morrigan. Vấn đề đấy là có thể gây nguy hiểm tới xứ Nevermore này, cho nên là khi nói về đó thì đương nhiên Hawthorne sẽ phải nghiêm túc hơn rồi. Nhưng còn lại thì cậu ấy rất là vô tư, đùa nghịch, chơi bời. Một nhân vật nữa là cháu của Jupiter North, tên là Jack. Cậu này thì cũng không được giải thích lắm về cái gia cảnh cậu ấy như nào. Chúng ta chỉ biết là cậu ấy có học một cái trường nội trú và cậu ấy bịt mắt. Nhưng mà bịt mắt vì lý do gì thì đấy lại là một vấn đề khác mà trong chuyện cũng sẽ giải thích chúng ta sau. Nhưng mà nhân vật Jack này là một người giễu cợt, thích xỉa sói Morrigan, và cứ khi hai người này gặp nhau thì sẽ luôn có cãi nhau. Nhưng mà nhân vật Jack này cũng không được nhắc đến nhiều lắm trong chuyện, ngoại trừ đến một vài phần đến gần cuối thì có vẻ Jack cũng bắt đầu thân thiết với Morrigan hơn. Các nhân vật phụ ở trong chuyện này đúng là nó không có gì để mình nhắc đến được, bởi vì cái việc xây dựng nó quá là mỏng, cái nhân vật nó quá mỏng quá, nó chưa đủ độ dày để chúng ta có thể phân tích tiếp tục. Vì vậy mà sự nhân vật này và xây dựng cái xứ Nevermore này là vẫn chưa được tốt bằng Harry Potter. Nhưng mà phản diện không hề rõ ràng tí nào. Với Harry Potter thì ngay từ đầu mình biết luôn có một nhân vật phản diện, Voldemort, kể là ai cũng biết là ai đấy. Và sau đó thì Harry được giới thiệu tới nhân vật Voldemort này, và mọi người đều rất sợ nhân vật này. Nhân vật này đã hoành hành ở cái thế giới pháp thuật của họ. Trong Morrigan thì chúng ta không biết nhân vật phản diện ai. Nhưng mà phản diện ban đầu của Morrigan chính là đối thủ của cô trong cái thử thách này, là có những cái đứa rất xấu tính,
giống như kiểu Malfoy trong Harry Potter ấy, được ăn gian. Bởi vì cái người bảo trợ của cái con bé xấu tính đấy cũng là một người có quyền ở trong cái hiệp hội này. Khác với trong Harry Potter, Harry không có người bảo trợ nào cả, không có gia đình. Nhưng với Morrigan thì cô lại có được một người bảo trợ, chính là ông Jupiter Nott, là người cô ấy cũng rất là được tín nhiệm và rất là nổi tiếng trong cái giới Nevermore. Harry thì gần như là đơn thân độc mã, cậu có bạn bè nhưng mà cậu không, cái sự hướng dẫn là không có, ngoại trừ của Dumbledore thì đến thỉnh thoảng thì Harry mới như có, đúng không? Nhưng mà trong Morrigan thì Morrigan lại rất là thoải mái, có Jupiter, ông Jupiter nó lúc nào cũng có thể chỉ bảo cho cô được cái gì đó này. Ở trong chuyện này thì nhân vật phản diện nó không rõ ràng. Mục tiêu của nhân vật Morrigan ngay từ đầu chính là để vượt qua các thử thách, chứ không phải để đối mặt với nhân vật phản diện. Vì vậy cái tên phản diện nó về sau nó mới để nhắc đến. Đến cuối cùng khi các bạn biết cái kẻ phản diện này là ai thì các bạn sẽ biết, sẽ thấy là à, hóa ra là tên phản diện này đã được nhắc đến từ đầu rồi, thỉnh thoảng có sự xuất hiện. Nói thật ý, mình cũng đã ngờ ngợ được cái tên phản diện đó là ai. Khi đến cuối cùng Jupiter Nott có giải thích cho Morrigan về cái tài năng của cô, nó có liên quan với cái kẻ phản diện này, thì lúc đấy nó mới lắc với sự bất ngờ lớn. Nhưng về cái tên phản diện là ai thì có lẽ nó sẽ không phải là bất ngờ lắm, vì chúng ta thì đoán trước được. Cái tên phản diện trong Morrigan chính là Wandersmith, là một huyền thoại, một cái huyền thoại hàng trăm năm rồi. Hắn đã biến mất, thoát khỏi Nevermore và không bao giờ có thể quay lại Nevermore được nữa, bởi vì Nevermore được bảo vệ rất kỹ lưỡng. Mặt phản diện ở trong chuyện này cũng tương đối là giống so với Harry Potter. Nhưng mà cái mục tiêu của tên phản diện nó cũng không được rõ ràng. Như kiểu Voldemort thì là hắn tin vào dòng máu huyết thống, hắn đồng ý một cái thế giới là phải phù thủy thần chủng, không có chuyện có lai tạp gì cả. Hắn rất là ghét Muggle và những phù thủy lai. Trong khi với Morgan Crow thì tên Wandersmith này nó chỉ đơn giản là muốn thâu tóm quyền lực, tức là nó cũng không có động lực gì rõ ràng. Mình không biết là về sau thì tác giả có đi sâu vào cái quá khứ của Wandersmith không, để chúng ta có thể hiểu hơn về nhân vật này. Nhưng còn với trong Harry Potter thì chúng ta được tìm hiểu về cái quá khứ của Voldemort, và mình hiểu tại sao Voldemort lại có một cái động cơ như vậy và tại sao hắn lại làm như thế. Với Wandersmith thì đây mới là một truyền thuyết, một cái huyền thoại, là Wandersmith là muốn thâu tóm quyền lực, muốn mạnh hơn, và hắn đã giết rất là nhiều người, tạo ra một cái cuộc thảm sát lớn và hắn bị đuổi ra khỏi Nevermore. Hy vọng là sẽ có một chút đào sâu vào cái quá khứ Wandersmith để mình hiểu hơn là tại sao hắn lại làm công việc đó, và hắn có mối quan hệ gì với cả Morrigan. Mình tìm được là hắn đã tạo ra cả một đội quân hùng mạnh, toàn những sinh vật ghê tởm, đáng sợ, với dự định là sẽ xâm chiếm Nevermore để nô dịch hóa cư dân trong thành phố của chúng ta. Rồi khi hỏi tại sao thì nói là có thể là bởi quyền lực. Hắn đã tìm cách sở hữu thành phố chúng ta, bằng cách sở hữu được thành phố hắn sẽ sở hữu toàn bộ vương quốc. Chúng ta mới chỉ biết gọi là một cách rất bề mặt về cái kẻ phản diện, và đến cuối thì tên phản diện có lộ diện. Nhưng mà thực ra cái lý do của hắn thì cũng vẫn mỏng, mình vẫn chưa bị thuyết phục bởi cái lý do của hắn lắm. Và cảm giác cái nhân vật Wandersmith ở trong Morrigan này nó không đáng sợ như là Voldemort trong Harry Potter. Bởi vì trong Harry Potter đề cập đến ngay từ đầu này, chúng ta biết được hoàn cảnh thế nào này, và thấy được hắn ác ôn đến mức nào, độc ác tàn nhẫn đến thế nào, hắn làm gì với các phù thủy chống đối hắn thì mình đã biết hết, cho nên mình cảm thấy có sự sợ hãi ở đây. Nhưng mà với Morrigan thì chỉ được đề cập qua loa, là một cái truyền thuyết người khác kể lại cho Morrigan, nó không đáng sợ. Và đến cuối cùng khi mà đối mặt với tên Wandersmith này, cái cách thể hiện đến cuối cùng đấy vẫn không thấy sự tàn nhẫn, không thấy sự độc ác, không thấy cái sự tham lam quyền lực của tên phản diện. Thế cho nên mình muốn nói kỹ là cuốn này nó về mặt các nhân vật phụ này và phản diện nó vẫn chưa được xây dựng một cách kỹ chu đáo. Có thể đến tập sau mình sẽ biết nhiều hơn. Thế giới thì ở đây cũng không được rõ ràng. Chúng ta chỉ có biết được về cái hiệp hội One Trust rõ ràng nhất này, là một cái hiệp hội mà gồm những thành viên rất là ưu tú, nhưng mà họ bảo bọc lẫn nhau, họ giúp đỡ lẫn nhau, đó là tình bạn, tình gia đình. Vào đây là như kiểu chúng ta thành một học sinh của trường Hogwarts vậy. Nhưng mà thực sự thì mình vẫn chưa biết được cái hiệp hội này nó sẽ như thế nào. Mọi thứ đều còn rất là mờ nhạt. Mình vẫn cho quyển này 5 sao bởi vì cái cách viết rất là hấp dẫn mình này. Trẻ con, nó vẫn như kiểu Harry Potter vậy, bởi vì nó có sự tương đồng như vậy với Harry Potter, nhưng mà lại là theo một kiểu khác. Nhưng đấy, như mình nói thì hy vọng là tác giả sẽ khai phá hơn vào các cái nhân vật khác.
Và kể cả nhân vật Jupiter Nox, Jupiter Nox xuất hiện xuyên suốt trong suốt cả chuyện, của làm người bảo trợ của Morrigan. Ông lại có một cái cách trả lời nói chuyện rất là hay, hay thoái thác, rất là giỏi trong việc đấy luôn. Tuy nhiên là chúng ta cũng sẽ không được biết nhiều về Jupiter, giống như là Dumbledore đến tập 7 mình mới biết được về Dumbledore như thế nào. Bây giờ thì mới chỉ là phần mở đầu thôi, chúng ta không biết quá rõ về Jupiter nó là người thế nào. Về các cái tài năng ở trong Morrigan Crow này thì có lẽ nó cũng sẽ tương đương như là kiểu phép thuật ở trong Harry Potter. Mỗi người sẽ có một khả năng đặc biệt, nhưng mà không phải ai cũng có khả năng đâu. Ở đây có cả những người hình như cũng là những người bình thường đấy. Tài năng thì nó nhiều kiểu lắm. Ở trong này có một quý bà Chandra là có khả năng hát, thu hút động vật. Rồi có người thì có khả năng thôi miên, có người thì có một sức khỏe, có người thì giỏi ăn trộm. Nhưng mà một cái hay đấy chính là việc nhân vật chính chúng ta không hề biết tài năng của mình là gì, và cô phải thực hiện các thử thách đó, nhắm mắt, loạn trọng trong bóng tối. Đã thế ông Jupiter nó còn lại rất là đảm bảo chắc chắn là cứ vượt qua 3 thử thách đầu đi, chắc chắn là cô sẽ không bị loại ra đâu, cô sẽ vào được 3 thử thách đấy. Chỉ còn thử thách cuối cùng thì cứ để cho ông ấy lo. Thế là 3 thử thách đầu mình cứ nghĩ là hay là lại gian lận như thế nào đấy, nhưng mà hóa ra thì Morrigan tự làm được hết đấy. Vậy đó là đã kết thúc phần review của mình về cuốn Morrigan Crow và những thử thách gây cấn. Hy vọng các bạn sẽ thích review này và đừng ngại ngần cho mình biết cảm nhận của các bạn về cuốn sách này. Nào, bye!